Thưa quý vị, thời gian qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội đã điều trị cho một số trường hợp ngộ độc khí CO từ máy phát điện, bếp ga, bồn chiên dầu chạy bằng khí ga và điện. Đây đều là những thiết bị được sử dụng trong gia đình hàng ngày, do đó người dân không nên chủ quan. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, Trung tâm tiếp nhận nhiều ca ngộ độc khí CO mà không phải do sự vụ cháy nổ như chạy xe máy ở trong phòng kính, chạy máy phát điện để ở trong phòng có thông với phòng có người sinh hoạt, ngồi trong xe ô tô và bị ngộ độc do hít phải khí CO từ khói của xe, sử dụng bình đun nước nóng chạy bằng khí ga, bồn chiên dầu sử dụng đồng thời khí ga và điện. CO là chất khí không màu, không mùi, không gây kích ứng đường hô hấp, do đó rất khó nhận biết được sự có mặt của CO trong không khí. Khí CO được hình thành do sự đốt cháy không hoàn toàn các chất liệu có chứa carbon như xăng dầu, khí đốt tự nhiên, gỗ hoặc than củi, nhựa, vải, rơm rạ hoặc một số trường hợp cá biệt do các hóa chất được hấp thu qua da vào trong cơ thể rồi mới được chuyển hóa thành khí CO và gây ngộ độc. Khí CO hấp thu nhanh vào cơ thể gây ngộ độc, trường hợp nhẹ thì gây buồn nôn, đau đầu, dễ tưởng nhầm là cảm cúm hay ngộ độc thức ăn. Nặng thì có thể khiến người vật hít phải, bất tỉnh và tử vong. Bác sĩ Nguyên cũng nhấn mạnh, 50% các bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO dù là nhẹ, sau khi được điều trị vẫn sẽ bị các di chứng về tâm thần, thần kinh, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ sau này. 1/3 những người bị ngộ độc nặng ban đầu có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm sau này do biến chứng loạn nhịp tim. Người sau 35 tuổi bị ngộ độc CO thường nguy cơ bị di chứng nhiều hơn. Việc điều trị sớm và tích cực sẽ giảm mức độ nặng, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng. Hiện trong cuộc sống có các nguy cơ mới gây ngộ độc khí CO như nhiều máy móc, thiết bị sử dụng nhiên liệu là xăng dầu hoặc thiết bị thế hệ mới có thể sử dụng khí ga mà chúng ta còn chưa quen như xe nâng hàng, máy làm lại bề mặt sân trượt băng, bộ phận hấp phụ khí gây mê, rang hạt cà phê. Thậm chí có hóa chất dung môi tẩy sơn chứa các chất có thể ngấm qua da vào trong cơ thể rồi được chuyển hóa thành khí CO ở trong cơ thể và gây ngộ độc từ từ. Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cũng khuyến cáo tất cả các nơi có thể phát sinh khí CO như các bếp cần phải có lắp các thiết bị theo dõi và báo động nồng độ khí CO, khí ga, kịp thời phát hiện và tránh các vụ ngộ độc hoặc cháy nổ đáng tiếc xảy ra.